Chào mọi người, tôi là Phạm Thị Minh Nhân, là một nhà phân phối độc lập của Oribe Việt Nam. Hôm nay tôi xin chia sẻ câu chuyện bán hàng của bản thân khi đã đồng hành cùng với Oribe được 3 năm. Theo bạn, khi bán hàng, mục đích của người bán hàng là gì? Nhiều người sẽ trả lời rằng bán hàng là để bán được hàng và để xin lợi nhuận. Theo tôi, không chỉ đơn giản là thế, bạn ngoài việc có được lợi nhuận, bạn cũng phải giúp cho khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà mình đã cung cấp. Cho nên bản thân tôi đã không ngừng hoàn thiện bản thân mình hơn, học hỏi nhiều hơn để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Theo tôi, việc đầu tiên của một nhà phân phối là cần phải biết lập ấm các mối quan hệ, có thể đó là mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội, với những người xung quanh, với bạn bè và tất cả những người bạn không quen biết, để có thể bạn tiếp cận được khách hàng nhiều hơn và nắm bắt được nhu cầu của họ. Với bán hàng xã hội sẽ giúp cho người nhà phân phối đưa câu chuyện sản phẩm đến với người tiêu dùng. Đó có thể là câu chuyện của bản thân, câu chuyện của khách hàng, câu chuyện của người thân đã sử dụng sản phẩm như thế nào, để từ đó có thể giúp khách hàng có nhiều niềm tin vào sản phẩm. Riêng bản thân tôi đã trải nghiệm dòng sản phẩm Wellness Omega 3 của Oribe, và bản thân tôi đã được thuyết phục bởi dòng sản phẩm mà mình đang kinh doanh. Khi sử dụng được một lọ, tôi đã cải thiện được sức khỏe rõ rệt, chứng đau lưng sau sinh giảm, trí nhớ được cải thiện tốt hơn, giấc ngủ trở nên sâu hơn. Còn niềm vui hơn khi có được niềm vui từ sức khỏe mà bạn lại được tiết kiệm về thời gian, không phải nằm viện. Và khi là một nhà phân phối còn học được kiến thức chăm sóc sức khỏe từ việc bổ sung nguồn dinh dưỡng cho cơ thể thay vì dùng kháng sinh, vừa có sức khỏe và vừa có được nguồn thu nhập thực sự, chỉ đến với Oribe tôi mới thấy, hiểu và cảm nhận được. Bạn đã có đủ tự tin khi chia sẻ sản phẩm của mình đang kinh doanh với mọi người chưa? Riêng đối với bản thân tôi hoàn toàn đã tự tin và chia sẻ vì tôi đã có sự trải nghiệm về sản phẩm. Tôi còn vạch ra được kế hoạch chăm sóc khách hàng một cách cẩn thận, ghi chép tên của khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm họ thường dùng để có thể phục vụ họ tốt nhất. Đến đây, tôi xin chia sẻ thêm một điều quan trọng đối với một nhà phân phối cần phải biết. Nhiều người buồn phiền hay lo lắng khi bán hàng hàng cho khách vì họ nghĩ rằng khách đã mất tiền vì họ. Đó là một điều sai lầm. Bạn biết không, khi họ mua sản phẩm của bạn, họ đã nhận ra được một giá trị lớn từ sản phẩm. Dĩ nhiên, nó sẽ nhỏ hơn giá trị tiền mà họ đã bỏ ra. Bạn cũng có thể nhờ khách hàng giới thiệu sản phẩm giúp mình, hoặc khi bạn nhận ra được khách hàng tiềm năng, họ cũng không muốn có được thu nhập từ công việc này, thì bạn có thể giúp cho họ biết đến cơ hội kinh doanh cùng với Oribe. Mong rằng bài chia sẻ của tôi sẽ giúp ích cho các bạn đang bán hàng cùng với Oribe, bán được thật nhiều hàng và tự tin hơn với công